Thưa quý vị, ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Ban Quản lý các khu du lịch thành phố Vũng Tàu cho biết, từ ngày 30 tháng 4 đến hết ngày 3 tháng 5, toàn thành phố đón gần 43.900 lượt khách, giảm hơn 89% so với cùng kỳ năm 2019. Ngoại trừ các khách sạn từ 3 đến 5 sao, gần biển, thì các nhà nghỉ khách sạn dọc đường Thùy Dân và Trần Phú hầu như không có khách đặt phòng trước. Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, thực hiện giãn cách xã hội trong tình hình mới, Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục tạm dừng hoạt động các bãi tắm trên toàn tỉnh. Thực thi mệnh lệnh trên, thành phố Vũng Tàu quyết liệt đóng biển để phòng dịch COVID-19. Trong 4 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, không quản thời tiết nắng nóng, lực lượng chức năng thành phố Vũng Tàu lập chốt chặn ngay các lối mở xuống biển, đồng thời tuần tra, nhắc nhở, vận động du khách không tập trung đông người, giữ quy định về khoảng cách, phải đeo khẩu trang khi ngồi hóng mát, vào chơi nơi công cộng. Ghi nhận toàn tuyến biển thành phố Vũng Tàu trong 4 ngày nghỉ lễ, người dân và du khách thực hiện nghiêm lệnh cấm, bãi tắm không một bóng người. Do đó mà không chỉ trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 này, mà suốt nửa tháng qua, các khu du lịch, các bãi tắm trên địa bàn thành phố Vũng Tàu luôn sạch sẽ, an toàn.